đôi đen TV cách đôi cách trăm đấy hợp lý đấy. Đường giữa mình quẩy, người ta biết voi rồi còn đường giữa mình quẩy, dò cháu quẩy luôn bây giờ. Rồi lại thêm một thằng dí này nữa đánh như lồn chứ thôi, đi con mẹ mày đánh hay thì mày đi mẹ lên mày live stream đi, mày ngồi đây mày cao phím làm cái lồn chị bấm nút biến luôn, ok ok đồng ý không, bấm nút biến bắt vô bắt vô tiêu à, mình sẽ đối với mấy cái loại này mà phải chơi vậy đúng không mày, để giống người sàng 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 cái đéo vậy, coi được coi không coi được next hiểu không, chơi game mà không chửi thề mày là thánh hay là mày là thần vậy, thánh thần hả ghê vậy fan, nếu mà mày bấm nút biến đó đố đố để đối với cái thằng chọn là phải chửi chắc mẹ nó nha, vô coi được coi không coi được thì bấm nút biến, mẹ có ai chửi tụi mày đó, ngồi cứ sồn 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 á, anh đang tốt thì ok. Đâu mấy ông hiểu không? Mẹ cái này là khổ. Muốn mày cân cả server. Ghê thật. Anh lên top 1 đi, ui thôi tốn thời gian đó mọi người. Không biết mình có leo được hay không nữa, quánh gà quá không biết có leo được hay không. Các bạn đã chờ điều gì buổi tối ngày hôm nay nhỉ? Con mẹ mày chửi lắm thế hả, chứ địt mẹ con mẹ mày nếu phải chửi hả nguyên say ke, nghe tên say ke thấy chán rồi, hút cần nhiều quá đúng không. Ê từ từ thì mẹ tôi biết tướng sau này để coi thấy nó có gì, nó róc diêu thì mẹ nhìn toàn sát thủ không nhìn ớn người ta, sau này toàn sát thủ mình sao bắn cái gì AD mà bị điên AD AD nó giả chết, nó giả chết à, có rồi Zuka. Ta đã có dùng cà để dừng. Ôi thì mẹ hát dở vãi ra. Như thế là tôi hát dở vãi ra. Qua Tùng xe cô xem đêm ơi. Em thăm mặc lồn gì? Ê địt mẹ chắc ông già rồi xưa có mặc lồn giống mày đúng không? Hát thì xui thiệt địt mẹ. Ôi điện mẹ, chó nhiều vãi ra mẹ mà, điện mẹ gần Tết rồi điện mẹ ơi. Gần Tết rồi điện mẹ mày, chúng nó xuất hiện đang vãi ra. Bùi Tiến Dũng, để tôi kết bạn với, là sao? Sáng nay nó fit, ai fit đẹp. Điện mẹ trôi dương chúng gần Tết rồi điện mẹ nó thả ra nhiều vãi ra. Ờ đi học đi, ờ quên Tết rồi thôi cho em nó, tụi em mấy em nó được nghỉ học cho em nó cào phím tí, đỡ buồn. Chung kết thế. Thì là tranh trẻ trâu à, ok ok thì phải chung kết thế giới và thể hiện phải không ạ, chung kết thế giới anh có đang sự tốt tốt đó gió thì mẹ thấy chữ thì hiểu rồi mà càng kích. Tưởng tượng tranh đeo tai nghe rồi hát, ôi bỏ đeo hát đâu mẹ hát dở vãi, trận sau đánh ghi đu đi rừng nếu MVP donate 100k ghê thật, tôi sợ vãi ra. Có gì? Hồi nãy mấy ông mấy cái ghi đu đi rừng hả? Ok, trận sau test thử nha. Hít đừng chửi nha, tôi không biết quánh ghi đu nữa. Nên ta sẽ cầm Zuka đi rừng. Hello bé chân, hello. Đi mẹ mày đánh hay lắm, đúng, đi mẹ mày phải đánh hay không? Kênh YouTube của anh là Game TV Bé Chanh nha mọi người, có like không anh quá nha em. Ê từ clip ra rồi, tới nữa anh comment sau, tới nữa anh trả lời sau. Quá nha em. Đó, nói chuyện với mọi người lịch sự là mình sẽ lịch sự, còn thịt mẹ nói chuyện với những thằng hãm lồn mình phải chửi thấy mẹ đó. Em hiểu không? Đó. Những người nào chịu với mình là sợ thôi gió. Đi đâu đây? Cái gì ông thần? Ông thần đi đâu đây ông thần? Ủa mấy thằng mà đang chửi mình là địt mẹ đang cố tình tỏ ra là cao thượng à. Địt mẹ mày chắc là bọn mày bị bệnh là chai mặt đúng không? Gặp người khác chửi địt mẹ vẫn cười lại đúng không?
ngu mà còn nói nhiều, tỏ ra cao thượng à? Giống như mấy cái thằng này nó tự tự như mấy cái thằng mà địt mẹ thấy người ta mua đồ sang xong rồi địt mẹ nói rằng là địt mẹ xong sao mày không bỏ tiền nó ra làm từ thiện đi, từ thiện cái địt mẹ mày, người ta có tiền người ta thích làm cái lồn gì kệ người ta. Đéo đâu thế thể hiện ấy là địt mẹ, tại sao ta thể hiện mình là một dạng fucking wow shit lương thiện ấy à, tôi mà có tiền đó là tôi sẽ đi làm từ thiện đồ các kiểu trên đời, địt mẹ nghe hãm phải lồn lắm mấy ông ạ. Cẩy răng này con trai á, phải làm như mình là đấng cứu thế. Nghe đâu răng nhức nách thì chứ. Những thằng mà nói đạo lý thường sống đéo là gì. Còn mấy ông kêu những thằng chữ bại như tôi là những thằng mẹ sống rất là phát trường shit đâu hiểu không? Gác quế. Thank you bạn đã ghét khen mình là ghét quế. Ghét nha đó. Ok. Thank you very much. Thank you very so much. Ê, đứng đây. Địt mẹ đứng đây bắt con hát róc nè. Hello. Jill ở đây. Địt mẹ. Đây là cách combo Zuka. Mọi người hất nó lên, nhảy NT, cào hai lần chia một, chết. Easy win ngay. Địt mẹ cuộc đời này là có sao nói vậy mấy ông ơi. Địt mẹ sao mình sinh ra là đéo phải sống để vừa lòng người khác không? Mình chỉ cảm sao mẹ mình cảm giác sống sao mình cảm thấy vui là được. Sống vừa lòng người khác làm lộn gì? Cuộc đời này mình sinh ra là sao thằng ngu mới là cái thằng sống vừa lòng người khác không hiểu không? Còn thằng khôn là thằng sống cho bản thân mình, còn thằng ngu là thằng sống vừa lòng thằng khác. Mẹ tính như cái phải mình phải đi sống cho vừa lòng thằng khác. Lao bị đau. Này anh bảo. Em nghe anh Độ ơi. Anh Độ ơi em nghe. Anh Độ mới bắt gì đây. Ôi sếp Độ ơi. Mày có nhận quảng cáo web mua vé không? Không anh ơi. Em không thể dính vô mấy cái đó lần nữa thôi. Để nó ban giải em lần nữa anh. Địt mực mày. Nào bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Ôi trời ơi vậy mà cũng chết. Ôi trời ơi hồi sinh chết thế. Ok, anh Đồ hỏi là có được nhận mấy cái web mua bán ạc không? Không nhận được. Mắc công là bị ban giải. Cho nên tốt nhất là không nên nhận. Thấy không? Tốt nhất là mình nói không với những việc buôn bán và cày thuê. Không nên thử dù chỉ một lần. Vì vậy nó còn độc hơn ma túy nữa mấy ông mà. Ghê thật. Tại vì tôi phải kiểm thuê, tôi đã lộ ra tôi phải đánh giá cho nên là có nhiều thứ tôi không có nhận được. Cũng không muốn nhận, tốn thời gian. Ở nhà live stream chém gió mọi người cho vui nhận chi. Nhà, đúng không nhà? Nhà live stream chém gió thì vui, nhận cái đó làm gì? Ô tim 5 mạng. Có dấu răng mình 5 mạng nè. Mình là Zuka mà mình cắn mọi mặt trận phải không? Cắn không phải cắn. Gõ con cái đi. Thế đó rồi, clip này sẽ đó rồi. Rồi đi thôi, bây giờ đi giết người nè. Đây là mình khỏe nè, bây giờ mình là gấu lật phải không? Mình là Zavanku Zuvanka. Hello. Nó rốc. Yeah. Từ nào tôi đang đợi nó rong không bình tĩnh. La 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 la. Cái đánh Zuka là mong nên đợi nó hết combo nè. Không chết gì thiếu một đám kia. Ôi trời ui thật đẹp thế đèn rứa. Ui rồi tôi lăn nào lăn tao lộn ghê quá. Ui rồi
Quá em phen. Quá em phen, chạy. Chạy 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 chạy. Mày bị điên à? Khôn khùng này chẳng qua tôi hết kỹ năng tôi mới chạy thôi. Rip. Rip một người. Ok, tiếp theo là Lữ Bố. Thôi tôi đi về cho nó làm bảo toàn tính mạng không? Cho mình hỏi câu một tranh nhé, ok. Thằng nào còn chuyện về thê anh chửi. Ở sao mày không bảo bố mày cái pin luôn là sao? Là sao? Là sao? Ông đắng lòng thanh niên, ông chát cái gì tôi khó hiểu vậy không? Chát rõ chữ ra nào. Đổi tên thằng cắn cả thế giới đi mẹ, tên hợp lý. Hợp lý. Ủa, nãy giờ tôi nghe được câu comment hay vãi. Chạy thôi. Ui. Hello my friend. Khi phái mạch chiến đấu đổ mồ hôi, da đầu sẽ càng nhờn ngứa. Và gầu có nguy cơ xuất hiện. Clement cấp 2 lần hello, sức mạnh đánh hello. Gầu, sức mạnh đánh mây gầu siêu việt cho đàn ông. Hello. Tuy vậy. Đây á, fan ơi. Fan. Con voi đang solo với con diều. Con diều đang phải bỏ chạy và con diều đã lên bảng đếm số. Tiếp theo là bạn cá. Bầm. Lên trời. Mẹ ơi, con không chết. Tôi sống rồi nè mẹ ơi. Ghiêu. Thật là Suka ghiêu. Ngó ngang cái gì thế Tranh? À, tôi đang đọc comment. Tranh thử chơi phép đi. Ok, lát nữa anh sẽ chơi tướng limit nhé. Cái hàng vụ cà phê đó không Tranh? À, cái đợt đó là địch mẹ mình, tôi... Cái câu chuyện đó là như này. Có nghĩa là địch mẹ cái hồi mà tôi mới đi đánh giải ấy, là tôi rất có cà phê được. Mà có thằng đấy pinbot nó hỏi là anh ơi, anh có cày thuê không, thì tôi mới nói là tôi không cày thuê. Tôi mới gửi đặt này qua thì cái con mật tôi ngồi tôi đọc với mấy ông, tôi mới nhắn tin cho một thằng rằng là tôi không cày thuê được, điệp mẹ tôi gửi cho ông được không, là cái đó điệp mẹ mình giúp nó kiếm sống qua ngày, con cặc bây giờ nó quay lại nó cắn. Cuộc đời thì điệp mẹ tôi nói thiệt mấy ông là điệp mẹ những thằng đó là những thằng sống chó nhất thì cuộc đời này, không hiểu không? Mẹ thằng xúc vật đẻ ra nó không biết. Ta đi cú. Bangkok. Cái đó nữa. Let's go. Hai thằng này cứ đứng ở trong trụ xong cào nhìn ghét quá. Tức thì ra trụ con bát đi mấy ba, đứng trong trụ không mấy ba. Không phải. Ừ, là mình mất 1.2. Ừ, xui hết Rin ơi. Down.
Win ngay. Xin con gấu đi chặt không? Không, con gấu của tôi. Không. Con chờ. Không. Con lại là của tôi. No. No. Ủa sao tôi lại mất MVP nhỉ? Sao bà lâu bà nỡ lần nào bà cướp MVP của tôi?